Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện cười DGKT Audio, tuyển tập truyện cười tổng hợp phần 4 với rất nhiều những câu chuyện cười ngắn kết hợp cả cũ và mới. Mục đích là phục vụ cho quý vị có nhiều thời gian nghe truyện và rất mong muốn quý vị yêu thương hãy like video truyện và đặc biệt nếu quý vị nào chưa đăng ký hãy dành 2 giây chúng ta đăng ký ủng hộ cổ vũ cho kênh để Khánh Toàn sẽ tiếp tục sưu tầm, chỉnh sửa và diễn đọc phục vụ tới quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Một chàng trai có vóc dáng khỏe mạnh đến nhà thờ xưng tội. Thưa cha, con muốn đến thú tội. Mong cha chia sẻ và giúp con. Con đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên con không muốn sống trên cõi đời này nữa. Thế con định làm gì? Cha cố hỏi. Suy nghĩ một lúc chàng trai đáp. Thưa cha, con sẽ tự tử. Nhưng con định chết như thế nào? Thưa cha, con sẽ tự vẫn bằng cách nhảy từ trên cầu xuống dòng sông ạ. Ồ, có nhiều cách nhẹ nhàng hơn, sao con lại chọn cách nhảy xuống sông? Chàng trai liền đáp. Dạ thưa cha, đó là cách tốt nhất vì con là vận động viên bơi lội ạ. Hai anh bạn lâu ngày gặp lại nhau. Tình hình dạo này của ông thế nào? Vợ con gì chưa? Chưa gì ông ạ. Sao ông tiến hành chậm trễ thế? À, tại tôi đang đi chọn theo tiêu chí tiêu chuẩn của tôi mà. Tiêu chuẩn của ông như thế nào? Tôi cũng chả cần xinh đâu, nhưng mà ưa nhìn là được. Không cần cao lắm, nhưng chân phải dài. Cô ấy phải ngoan, nhưng mà cũng phải hơi nghịch một tí. Gia đình thì không cần giàu, nhưng mà phải ổn định. Cô ấy chỉ cần có việc làm ổn định, lương lậu không thành vấn đề, nhưng cũng phải nuôi được gia đình và nuôi được tôi khi tôi thất nghiệp. Còn vài tiêu chuẩn tiêu chí nữa, nhưng mà tôi thấy thế là tạm rồi. Ồ, cái loài động vật mà ông đòi hỏi đấy, giờ tuyệt chủng rồi ông ạ. Chị vợ nhân lúc chồng đi công tác vắng, tranh thủ đưa nhân tình về nhà. Đang dở việc thì anh chồng bất thình lình quay về. Chị ta cuống quýt bảo tình nhân chui vào bao tải và giả vờ làm con chó. Anh chồng về thấy cái bao tải lạ, bèn giơ chân đá để kiểm tra. Nghe thấy tiếng gâu 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 phát ra, anh ta gật gù. Ồ, thì ra là chó. Lần khác sự việc được lặp lại tương tự. Chị vợ thấy chồng về lại giấu nhân tình vào bao tải và bắt trước theo tiếng mèo kêu. Anh chồng về nhà đá chân vào bao tải kiểm tra, nghe thấy tiếng mèo mèo. Anh ta lẩm bẩm, thì ra là mèo. Lần thứ ba anh chồng về nhà và lại thấy một bao tải trình ình ở góc phòng. Anh ta giơ chân đá để kiểm tra, không thấy tiếng con gì kêu cả. Nghi ngờ, anh chồng đá chân thật mạnh, cho tới khi một người đàn ông trần truồng lồm cồm bò ra từ bao tải và hét lên. Ờ, đồ ngu! Mày thấy người ta im lặng thì mày phải biết đấy là khoai tây chứ! Một phụ nữ tới chuyên gia tâm lý bởi vì cô ta có vài trục trặc về cái chuyện chăn gối. Chuyên gia hỏi cô ta nhiều câu nhưng không làm rõ được vấn đề. Cuối cùng chuyên gia hỏi: Thế cô có bao giờ nhìn mặt chồng cô cái lúc mà cô đang ân ái chưa? Dạ có, tôi đã nhìn một lần ạ. Thế trông anh ta lúc đó như thế nào? Dạ cực kỳ giận dữ ạ. Lúc này nhà chuyên gia cảm thấy đã hiểu vấn đề. Ông ta hỏi tiếp. Chà, điều này thú vị đây. Chúng ta cần phải làm rõ thêm vài việc. Bây giờ hãy nói cho tôi biết. Cô nói rằng cô mới chỉ nhìn mặt chồng cô khi đang ân ái duy nhất một lần. Điều này là hơi không bình thường. Thế tình huống mà cô nhìn mặt chồng cô nó như thế nào? Dạ, anh ta lúc đó đang nhìn qua cửa sổ về phía chúng tôi ạ.
bàn chải đánh răng đau khổ. Đôi lúc đó là mình thấy cái nghề của mình nhờ tệ nhất thế giới. Nghe vậy, giấy vệ sinh hét lên: khi tôi có mặt ở đây, tốt nhất anh đừng nên ca thán điều gì cả. Một cậu bé rất thích ăn trứng. Sáng ăn trứng, trưa ăn trứng, tối lại trứng. Bố mẹ cậu lo lắng, tìm mọi cách làm cho cậu ta chán trứng, nhưng không có tác dụng. Một hôm, mẹ cậu lấy lốp cao su băm nhỏ bỏ vào chảo trứng để chiên cho cậu ta, mục đích để cậu ta không nuốt nổi. Nhưng cậu bé vẫn cố ăn, ăn thật nhanh. Ăn xong, cậu chạy ngay ra ngoài sân, tóm lấy cổ con gà trống lắc lắc và hét lên: lần sau tao cấm mày được dùng bao cao su nghe chưa? Ở làng nọ có một viên lý trưởng nổi tiếng sự kiện rất giỏi. Một hôm, Cải và Ngô đánh nhau, rồi họ mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế liền đút ngót trước cho thầy Lý 5 đồng. Ngô cũng vậy, nhưng đút ngót cho thầy Lý những 10 đồng. Khi sự kiện, thầy Lý nói: thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt 10 roi. Cải vội xòe 5 ngón tay, ngẩng lên nhìn mặt thầy Lý khẽ bẩm: dạ xin thầy xét lại ạ. Lẽ phải về con mà. Thầy Lý nghe xong cũng xòe 5 ngón tay trái úp lên 5 ngón tay phải và nói: tao biết mày phải, nhưng mà thằng Ngô nó lại phải bằng 2 lần mày. Một vị sư già nói với đệ tử: làm người không được sát sinh. Nếu kiếp này mà giết trâu, thì kiếp sau con phải hóa thành con trâu để đền tội. Kiếp này mà con giết heo, thì kiếp sau con sẽ trở thành con heo. Con giết con ruồi, con rán cũng y như vậy. Đồ đệ: dạ vâng con hiểu ạ. Mà sư phụ ơi, cho con hỏi, kiếp sau ạ, sư phụ muốn trở thành gì ạ? Vị sư già ôn tồn: kiếp sau, ta vẫn muốn được là con người. Một gia đình nọ, có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới chuyện tình cảm riêng tư. Con run mà xéo mãi thì cũng phải quằn thôi. Một hôm giữa bữa ăn, cậu con trai buông đũa đứng dậy: con không thể chịu nổi mẹ nữa đâu, con sẽ ra đi. Ông bố đang ăn thấy vậy lớn tiếng: thằng kia, bố kệ con, bố đừng cản con. Không phải, mày cho bố theo mày với. Hai anh bạn ngồi tâm sự với nhau ở ngoài quán nhậu. Một anh hỏi: này, quan hệ giữa cậu với cả ông bố vợ của cậu ra sao? Rất tốt ông ạ. Tôi với ông ấy khá hợp nhau. Nhưng mà trừ một lần duy nhất, tôi lại không hiểu ý của ông ấy. Cậu nói như vậy là nghĩa sao? Thì cái lúc tôi xin cưới con gái ông ấy, ông ý đã can ngăn tôi và nói làm như vậy là bởi vì ông ấy thương tôi. Thế mà tôi lại không tin chứ nhỉ. Vào lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có 2 bộ xương sống lại đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai: tại sao anh chết? Bộ xương thứ hai: tôi bị xe kẹp chết. Thế còn anh thì sao? Tôi bị té lầu chết. Bộ xương thứ nhất trả lời. Hai bộ xương đang đi
thì thấy một bộ xương tơi tả đi ngoài đường. Chúng liền chặn lại và hỏi: Còn anh đã bị gì mà chết thế? Nhìn thảm quá vậy. Chết cái tụi cha tụi mày. Bố mày đi nhậu về khuya, vợ bố mày đánh, chú chết gì hả? Một người da trắng đến khai hóa văn minh cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ liền hỏi: Mùa đông năm nay liệu có lạnh không? Thì các anh cứ đi kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh, hỏi làm cái quái gì. Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh hay không. Người ở trạm thủy văn trả lời: Có lạnh đấy nhá. Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đỏ đi kiếm thêm củi. Hai tuần sau, người da trắng lại gọi đến thủy văn và nhận được câu trả lời: Lạnh lắm đấy, rất lạnh nhá. Người da trắng liền giục người da đỏ kiếm thêm củi. Và hai tuần sau nữa, họ lại gọi đến trạm thủy văn và nhận được câu trả lời: Cực kỳ lạnh đấy nhá, cực kỳ lạnh. Nhưng mà làm sao ông biết là cực kỳ lạnh? Nhìn thực tế là biết mà, người da đỏ người ta đang đi kiếm đầy củi về nhà đấy thôi. Cô vợ lần đầu lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc ở dưới gầm xe. Dừng lại, xuống xem, cô phát hiện thấy một cái bánh xe vừa to vừa nặng ở dưới gầm xe của mình. Phải nặng nhọc khổ sở lắm cô ta mới vần nó lên xe được. Cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi thịt lấm lem. Vừa về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: Em làm sao mà nhìn kinh khủng thế này? Dạ anh ơi, một cái bánh xe bị long ra nên em phải bê nó lên để trở về nhà đấy. Nhưng mà, ôi giời ơi, nhưng mà đây là cái nắp cống gầm cơ mà. Em không mang trả lại cho người ta, công an đến phạt bây giờ. Có ba con ma cà rồng vào một quán rượu. Con thứ nhất gọi: Cho tao một ly máu nóng. Con thứ hai: Cho tao một ly máu đánh đá nhé. Con thứ ba gọi: Cho tao một cốc nước nóng. Hai con kia thấy vậy, tròn mắt nhìn con thứ ba. Con thứ ba liền rút một miếng cô tách ra và nói: Nhìn cái quái gì mà nhìn, tao uống trà liếp tông không được sao? Xem xong tập phim cuối cùng, anh chồng liền bình phẩm: Phim phải nói là có ông chồng ghen đáng sợ thật. Vợ ra đường ông ấy cũng ghen, vợ nói chuyện với bạn cũng ghen. Thậm chí nằm mà mơ thấy vợ đi chơi với người khác, ông ấy cũng ghen. Cô vợ nghe vậy liền bảo: Theo em thì ông chồng mới là người đáng thương. Ông chồng thấy vậy cãi lại: Cô vợ mới đáng thương. Người đẹp như thế, thủy chung đến như thế, niềm ao ước của biết bao nhiêu người đàn ông mà cưới được cô ấy chứ nhỉ. Vậy mà phải lấy cái thằng chồng ghen bóng ghen gió, đáng thương quá. Anh chồng làm sao mà đáng thương? Anh ấy quá đẹp trai, cao giáo, có tiền tài danh vọng, bao nhiêu cô thầm thương trộm nhớ chứ. Thủy chung như anh ta có thừa, nhưng mà tại cô vợ cứ đóng đá đóng đảnh, hỏi xem còn ai hơn được anh ta nữa chứ. Cô vợ xen vào. Anh chồng nghe vậy liền đứng dậy, mặt đỏ hầm hầm: Vậy thì ra là cô nói tôi không là cái quái gì so với cái thằng đó phải không? Cô còn dám khen nó đẹp trai, giàu có, danh vọng trước mặt tôi à? Đến bây giờ tôi mới biết được lòng dạ của cô. Trong số những người thầm yêu trộm nhớ có cả nó phải không? Hèn chi đêm nào cô cũng ê mông để ngồi, mỏi mắt để theo dõi cả 100 tập phim này. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh chồng trợn mắt thật to: Đó, đi ra mà nghe.
Đi ra mà nghe. Cái thằng đó nó đang gọi cho cô đấy. Đi ra mà nghe. Hai vợ chồng đi nghe nhạc giao hưởng. Lúc họ đến nơi thì buổi biểu diễn đã được một lúc rồi. Bà vợ hỏi người ở bên cạnh. Họ đang chơi bản gì đấy à, thưa bà? Bà bên cạnh trả lời. Bản giao hưởng số 8 của Beethoven. Bà vợ nghe xong quay sang ông chồng cằn nhằn. Cạo râu với cả chà cạo ria. Làm chậm mất 15 phút mà người ta chơi tới 7 bản giao hưởng rồi đấy. Bác sĩ hỏi y tá. Này cô, hôm nay chúng ta là có những ca nào? Dạ thưa bác sĩ, có hai trường hợp nhẹ. Một người bị tai nạn ô tô, một người bị tai nạn sản xuất ạ. Nhưng mà có một trường hợp thì rất nặng ạ. Trường hợp nặng à? Đó là trường hợp nào? Dạ thưa bác sĩ, trường hợp nặng đó là một ông chồng không chịu rửa bát cho vợ. Một cô gái lên chùa cầu khấn. Lạy thánh mớ bái, xin ngài ban cho con lấy được một người chồng. Người đó một là phải giàu có, hai đó là quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, và bốn là đặc biệt phải chung thủy với con. Thánh nghe vậy hiện lên và trả lời. Ba điều trên con xin, ta đều có thể ban cho con. Nhưng mà đã có ba điều trên mà con lại xin kèm điều thứ tư là sự chung thủy, thì thú thật, đến thánh cũng chịu. Em ạ, anh có thể lên núi đao, anh có thể xuống biển lửa, anh có thể hái những vì sao trên trời xuống để tặng cho em, anh có thể quỳ gối ở tượng đài trên trời để xin nguyện cùng em. Nhưng anh xin em, anh xin em đừng bắt anh bỏ nghề chém gió. Em à, anh đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ vì đã không nói ra ba cái chữ đấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này anh sẽ càng hối hận. Bởi vì hết tháng này là chúng ta sẽ chia tay nhau. Em lên xe hoa về với người ta, còn anh thì lang thang nơi đất khách quê người. Anh rất buồn vì điều đó, nên hôm nay anh sẽ nói ra điều này. Anh không cần em phải trả lời ngay cho anh biết, chỉ cần nghe anh nói thôi. Ba cái chữ đó là trả anh tiền. Cô giáo dặn học trò. Các em phải cố gắng mỗi ngày làm được một việc tốt. Học trò hỏi. Dạ thưa cô, thế nào là việc tốt ạ? Chẳng hạn như các em giúp đỡ người mù qua đường chẳng hạn. Vài hôm sau, cô giáo hỏi lại cả lớp. Đã có bao nhiêu em làm được việc tốt trong ngày hôm qua nào? Có ba học trò giơ tay. Dạ thưa cô, em đã giúp một người mù đi qua đường. Thưa cô, em cũng vậy. Học trò thứ hai nói. Và đến học trò thứ ba. Dạ thưa cô, em cũng vậy. Làm sao mà các em lại gặp nhiều người mù một lúc như vậy? Cô giáo ngạc nhiên. Học trò. Dạ không, chúng em chỉ giúp một người mù thôi. Mà không hiểu tại sao bà ấy cứ hét toáng lên vì bà ấy không muốn qua đường nữa cô giáo ạ. Một nhà thám hiểm bị một bộ tộc thổ dân ăn thịt người săn đuổi. Đến đường cùng, không thể chạy nổi nữa, liền thốt lên. Chết con rồi, chú ơi!
Lúc đó bỗng có tiếng nói vang lên từ trên trời. Chưa, con chưa chết đâu. Hãy làm theo lời ta. Con hãy cầm hòn đá kia lên và đập thật mạnh vào đầu tên thủ lĩnh. Nhà thám hiểm liền làm theo và khiến bọn thổ dân ăn thịt người càng tức giận hơn. Lúc đó lại có tiếng vang lên từ trên trời. Đấy, đấy, bây giờ con mới chết. Sau khi thi trượt, anh sinh viên tìm gặp giảng viên để chất vấn. Em muốn hỏi thầy một câu ạ. Nếu thầy trả lời chính xác thì em sẽ chấp nhận cái số điểm của mình. Còn nếu không, thầy phải cho em điểm A đấy. Được. Câu hỏi là gì? Dạ thưa thầy, cái gì hợp pháp mà không hợp lý? Hợp lý nhưng không hợp pháp, và cũng chả hợp lý và cũng chả hợp pháp. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại mà giáo sư vẫn không tìm được câu trả lời. Thầy đành phải đổi điểm B thành A cho sinh viên như đã thỏa thuận. Sau đó giáo sư gọi cậu sinh viên giỏi nhất lớp lên và hỏi đúng câu hỏi đó. Ngay lập tức cậu sinh viên giỏi nhất lớp liền đáp. Thưa thầy, thầy đã 62 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi. Điều này hợp pháp nhưng không hợp lý. Vợ của thầy đấy có một người tình mới 25 tuổi. Điều này thì hợp lý nhưng lại không hợp pháp. Thực sự là vừa rồi đấy, thầy đã cho bồ của vợ thầy điểm A. Mặc dù lẽ ra anh ta phải bị đánh trượt, như vậy chả phải là không hợp pháp mà cũng chả hợp lý. Anh chồng mua tặng cô vợ một cái chổi. Vừa hơ hơ tay, cô vợ vừa hỏi anh chồng. Chồng ơi, thế cái hướng dẫn sử dụng đâu hả chồng? Một cơn giông kéo đến, sấm sét loang loáng, rồi mưa như chút. Chị vợ liền hỏi anh chồng. Anh có nhớ cái bữa mà chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó trời cũng mưa, sấm sét y như hôm nay đấy. Anh chồng. Anh quên làm sao được. Nhưng mà đáng tiếc nhất đó là anh đã coi thường cái lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên. Một cô gái hỏi người yêu. Anh ơi, nếu em và mẹ anh mà rơi xuống sông cùng một lúc đấy, thì anh sẽ cứu ai? Chàng trai. Mẹ anh biết bơi, mẹ anh sẽ cứu em mà. Không, bắt buộc anh phải nhảy xuống cơ. Thế thì em chết chắc rồi, vì anh cũng chả biết bơi, mà mẹ anh thì nhất định sẽ cứu anh trước. Một anh nông dân đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình. Tay anh ta ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn quả táo trên cây, rồi lại hạ xuống và lại nâng lên rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy 2, 3, 4, 5 lần. Thấy lạ quá, một người đi qua đường đứng lại và hỏi anh ta. Anh ơi, sao anh không dùng cái cây cho táo rơi xuống để cho con lợn nó ăn? Như thế có phải là đỡ tốn thời gian không? Nghe vậy, anh nông dân ngạc nhiên. Thời gian á? Thời gian thì có ý nghĩa gì với cả một con lợn à, thưa ngài? Một phụ nữ nói với vị bác sĩ. Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói cho tôi nghe tình trạng sức khỏe của chồng tôi như thế nào sau khi gãy tay. Tôi không biết rõ điều này thì tôi chết mất. Bác sĩ nghe vậy trả lời. Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khỏe dần nhanh thôi mà. Vậy có nghĩa là chồng tôi sẽ rửa được bát phải không bác sĩ?
Thầy giáo, uống nước nhớ gì? Em nào cho thầy biết nào. Một học sinh xung phong. Dạ thưa thầy, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Thầy giáo ngạc nhiên. Sao uống nước lại nhớ kẻ trồng cây? Dạ thưa thầy, bởi vì em uống nước dừa mà. Cả nông trại xôn xao, bàn tán, khen ngợi. Chị gà mái mơ vừa đẻ được một quả trứng nặng tới hơn 1 ký. Vỏ trứng bóng, dày, đến nỗi có thể cưa đôi để làm cái tô đựng canh đựng cơm. Các phóng viên báo chí truyền hình từ khắp nơi nô nức đến phỏng vấn, ghi chép đăng tải thông tin lên Facebook, Zalo tùm la tùm lum. Một nữ phóng viên liền kéo anh gà trống là chồng của cô mái mơ ra một chỗ và phỏng vấn. Thưa anh đánh giá gì về sự kiện trọng đại này ạ? Miễn bình luận. Anh có dự định lặp lại kỳ tích này không thưa anh? Đã bảo là miễn bình luận. Vậy thưa anh có dự định gì cho thời gian sắp tới ạ? Lúc này gà trống hầm hầm mặt. Tôi thời gian tới tôi sẽ thiến cái thằng đà điểu khốn nạn ấy. Trời tuy đã chuyển sang đông, nhưng cô thư ký trẻ trung vẫn diện đầm ngắn trên gối. Trông cô rất gợi cảm. Chiếc xe lao nhanh về phía phi trường. Ra khỏi trung tâm thành phố được ít phút, anh lái xe tế nhị bẻ gập gương chiếu hậu trong xe để hình ảnh của sếp và cô thư ký không hiện lên trên đó. Một lát sau, anh lái xe bỗng nghe thấy tiếng "A!" phát ra từ miệng cô thư ký. Theo phản xạ bản năng, anh quay đầu lại thì loáng thấy tay của sếp đưa nhanh lên mũi. Anh nhận thấy tay của sếp bê bết máu. Hoảng hốt anh nói: "Ôi thôi chết, sếp ơi, mũi của sếp bị chảy máu cam rồi." Vừa nói, anh tài xế vừa đưa cho sếp hộp giấy. "Ồ, vậy, cảm ơn cậu nhá. Không hiểu sao, cứ mỗi lần đầu đông, trời hanh khô, cái niêm mạc mũi của tớ nó lại bị như vậy." Rồi mọi chuyện cũng ổn, việc cầm máu của sếp cũng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Nó cũng không quá nặng như anh tài xế nghĩ khi nhìn thấy, chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Định hỏi thăm sếp thêm về việc cái mũi của anh ta, chợt anh tài xế nghe thấy tiếng cô thư ký nói rất nhỏ. "Em đã bảo là hôm nay không được rồi. Tại anh, cứ cố cơ." Sau chuyến du lịch trở về nhà, bà vợ phát hiện ra có 2 cái quần lót ở trong tủ áo của mình. Bà giận dữ, gọi chồng đến hỏi. "Anh nói cho em biết, đây là cái quần lót của ai?" Anh làm sao mà biết được?" Bà vợ phát cáu, gọi cô giúp việc, chất vấn. Ai là chủ nhân của cái cặp quần lót này?" Cô giúp việc trả lời. "Dạ, em thưa bà, em làm sao mà biết được? Chúng đâu phải là của em. Em nói thật, em có mặc quần lót bao giờ đâu. Bà không tin, bà cứ hỏi ông chủ thì biết." Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp, có tiếng gõ cửa. Bà ta bỏ dở việc, chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: "Thưa bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp, khêu gợi, nóng bỏng hay không?" Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại, bà ta liền đóng sập cửa, không thèm trả lời, lại trở lại bếp. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng một thái độ lặng thinh. Câu chuyện cứ diễn ra một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa, bèn kẻ đầu đuôi với anh chồng để tìm cách đối phó. Anh chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa. Khi nghe tiếng gõ cửa, người vợ mở cửa ra. "Chào bà. Bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?"
yên chí bởi vì có chồng mình đứng ở cánh cửa, người thiếu phụ liền trả lời mạnh bạo. À, đúng, nhưng mà như vậy thì có sao không? Thưa bà, nếu vậy xin bà hãy nói với chồng của bà là hãy dùng đồ nhà, chứ đừng sang ve vãn vợ của tôi nữa. Một phụ nữ thưa chuyện với một nhà lãnh đạo. Thưa bác là người có quyền có chức. Lần trước bác nói là chỉ cần có bằng giả là con của em xin được vào cơ quan của bác. Vậy mà nay cơ quan của bác lại có chủ trương kiểm tra bằng và sa thải những người có bằng giả. Bác ơi, bác đã thương thì thương cho chót. Lần này chăm sự gia đình em nhờ bác. Nhà lãnh đạo: Thôi được, để tôi thay cho chiếc bằng giả thành chiếc bằng thật, nhưng mà chi phí là phải gấp 4 lần bằng giả đấy nhá. Một ông chủ cửa hàng đi ngang qua phòng đóng gói, và ông ta trông thấy một cậu bé vừa ngả lưng trên một chiếc thùng, vừa huýt sáo tỏ vẻ rất vui vẻ. Mày làm bao nhiêu tiền một tuần? Ông chủ hỏi. Dạ $10 một tuần ạ. Đây là một tuần lương của mày, rồi cút ngay. Khi gặp người quản đốc, ông chủ hỏi. Anh thuê cái thằng nhóc con đó ở đâu vậy? Người quản đốc. Dạ thưa ông, chúng ta đâu có thuê. Nó là cái thằng shipper vừa mang một cái kiện hàng đến từ một công ty khác đấy ạ. Đầu năm mới, một người tới thăm anh bạn ở bệnh viện đang băng bó đầy mình. Tôi không nghĩ chuyện lại xảy ra nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy ông đón giao thừa và khiêu vũ cùng với một cô tóc vàng cơ mà. Anh bạn vừa đau vừa nhăn nhó. Thì vợ tôi cũng thấy cái cảnh đó nên tôi mới ra nông nỗi như thế này. Bà vợ đến văn phòng của ông chồng, bắt gặp ông chồng đang hôn hít cô thư ký, bà vợ liền rít lên. Trời ơi, thật là khổ cho tôi phải chứng kiến cái cảnh anh hú hí với con thư ký đốn mạt và trơ trẽn của anh. Này em bình tĩnh nhá, ăn nói phải chính xác nhá. Lại còn thế nào là chính xác nữa? Này, đây không phải là thư ký của anh, mà đây là thư ký của cái người làm ăn chung với anh, đối tác của anh nhá. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của hiệu trưởng mới. Khi đi kiểm tra các lớp, ông nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ một phòng học. Ông hiệu trưởng bước vào, phát hiện ra có một cậu trai to cao hơn hẳn những cậu trai khác đang làm ồn. Ông liền chộp lấy cậu, kéo vào một phòng trống và bắt quỳ ở đó. Trở về phòng học, ông giảng về sự quan trọng và tư cách đạo đức. Kết thúc, ông hỏi: Bây giờ các em có câu hỏi gì không? Một cậu bé rụt rè đứng lên. Dạ thưa thầy hiệu trưởng, chừng nào thì thầy giáo của tụi em mới được thầy hiệu trưởng tha cho về lớp ạ? Một giám đốc và cô thư ký trẻ đẹp bước ra từ một khách sạn, tình cờ gặp ngay bà vợ đứng ngay ở quầy lễ tân. Lập tức bà vợ chạy đến bắt quả tang ông chồng ngoại tình. Ông giám đốc liền nói lớn: Khách sạn này giá rất tốt, cơ sở vật chất tốt, thái độ phục vụ chu đáo. Em này, em cứ thế mà tiến hành ký hợp đồng để cho nhân viên công ty mình lưu trú và tiếp tục đón khách ở đây nhé. Cô thư ký tiếp lời. Dạ, mọi thứ đều ổn sếp ạ. Nhưng mà chỉ có cái giường là hơi ọp ẹp và cái nệm thì cứng quá. Đây này, em đỏ hết cả đầu gối đây này. Sau một hồi nhậu nhẹt, có người đề nghị mỗi người phải thú nhận một điều gì đó mà mình chưa bao giờ nói với ai. Người thứ nhất:
Tôi đấy là tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi là một người ăn bám vợ ở mấy chục năm nay. Người thứ hai. Còn tôi thì có quan hệ tình cảm với bà xã của ông sếp. Người thứ ba. Tôi chả biết nói sao bây giờ. Đừng ngại đừng ngại, ông cứ nói đi. Hai người kia thúc giục. Người thứ ba tiếp. Tôi thì có cái tật tôi lại không thể giữ được bí mật. Một người đi đường hỏi ông ăn xin. Sao ông lại đi ăn xin? Dạ tôi đi ăn xin để lấy tiền uống rượu. Vậy sao ông lại uống rượu? Dạ tôi uống rượu để lấy can đảm đi ăn xin. Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt của mình suốt nửa tiếng đồng hồ, như muốn tự đắm mình trong cái ly. Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông ta, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy lập tức òa lên khóc. Anh thanh niên vội nói, trời ơi thôi mà, ông đừng khóc nữa, tôi chỉ muốn đùa ông thôi. Được rồi, tôi sẽ gọi một ly khác cho ông, đầy hơn, được chưa nào? Không phải tôi khóc vì chuyện này. Hôm nay đấy là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng nhá, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Ông sếp ông ấy nổi giận và buộc tôi phải nghỉ việc. Khi ra khỏi công ty, tôi phát hiện cái chiếc xe của mình bị mất cắp. Cảnh sát cho biết không làm gì được và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe đó. Sau đó tôi đón taxi về đến nhà. Nhưng mà vừa ra khỏi xe thì tôi lại bỏ quên chiếc ví ở trên nệm. Và xe thì đã chạy mất từ lúc nào. Lúc bước vào trong nhà thì lại nhìn thấy vợ mình đang trên giường cùng với cái lão hàng xóm. Tôi chán quá, ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Tôi vào quán bar này và định chết. Thì anh đến và anh đã uống cạn cái ly rượu có chứa thuốc độc của tôi. Ông bố sai cậu con trai. Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhá. Tiền đâu mà mua hả bố? Cái thằng không có tiền mua được nó mới siêu chứ. Một lát sau, cậu con trai cầm cái chai không về. Ông bố hỏi. Rượu đâu hả mày? Cậu con trai. Dạ, không có rượu vẫn uống được, thế mới siêu chứ. Một gã vào quán rượu theo cách đi bằng hai tay. Nhân viên phục vụ trong quán thấy vậy ngạc nhiên lắm, liền hỏi. Thưa ông, sao ông lại đi bằng hai tay vào quán? Gã bợm nhậu đáp. Đó là vì vợ tôi. Vợ tôi đã dặn, đi dặn lại rằng là tuyệt đối không được bước chân vào quán rượu. Xe của một người đàn bà và một người đàn ông đâm vào nhau. Cả hai chiếc xe đều hư hỏng rất nặng, nhưng may mắn là hai người không bị thương. Sau khi quan sát hai chiếc xe một vòng, người đàn bà liền nói. Ông là đàn ông còn tôi là phụ nữ. Điều đó thật là thú vị. Hãy nhìn xem xe của chúng ta kìa. Không còn gì cả, nhưng thật là may mắn là chúng ta không bị thương. Đó thật sự là ý của Thượng Đế đấy. Ý của ngài khiến chúng ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh này để có thể trở thành bạn của nhau. Anh có thấy vậy không? Người đàn ông vui vẻ trả lời. Tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Đó thật là chủ ý của Thượng Đế. Người đàn bà nói tiếp. Ông hãy nhìn xem này. Lại còn một kỳ tích khác nữa. Xe của tôi đã nát hết rồi nhé. Nhưng mà cái chai rượu trong xe của tôi thì lại không hề bị vỡ. Đây chắc chắn là ý của Thượng Đế muốn chúng ta uống để chúc mừng cho tương lai sau này. Người đàn bà cầm chai rượu đưa cho người đàn ông. Ông này gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành. Cầm chai rượu tu một hơi thật dài, sau đó đưa cho người đàn bà. Bà này lập tức đậy nút chai lại và đưa lại cho người đàn ông. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Ồ, sao bà không uống chút nào vậy? Người đàn bà đáp.
À không, tôi đang chờ cảnh sát giao thông đến. Bà vợ mắng té tát ông chồng đang say bí tỉ. Ông là đồ mất nết, đồ nát rượu. Bà vợ tiếp tục la lên. Ông già rồi mà không biết ngượng. Nhà có bao nhiêu tiền, để vào rượu hết rồi. Bà chỉ được cái hồ đồ. Ông chồng cãi lại. Tôi đâu có ngu đến nỗi là đem tiền nhà mình đi uống rượu. Thế tiền của ai? Của ông thông gia. Bà có nhớ là ông ấy đã cho chúng ta vay tiền để mua gạo không? Trời ơi! Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một người đập vào cửa và hét lên. Ông Tư ở đây phải không? Chợt có tiếng phụ nữ trả lời. Ờ, phải. Bà là ai vậy? Tôi là vợ ông Tư. Vậy à? Vậy mời bà ra đây. Bà ra đây xem ai là ông Tư. Đưa ông ấy về nhà. Để mấy người kia người ta còn về nhà nữa chứ. Một người đàn ông đến quầy bar và yêu cầu một ly rượu. Khi vừa uống hết ly rượu, ông ta khẽ liếc vào túi áo của mình, rồi mới bắt đầu gọi thêm một ly rượu khác. Cứ như thế, người đàn ông luôn nhìn vào túi áo trước khi gọi rượu. Quá ngạc nhiên, người phục vụ quầy bar hỏi. Tôi có thể phục vụ cho ông cả đêm. Nhưng mà tôi tò mò là tại sao trước khi ông gọi thì ông cứ phải nhìn vào túi áo của mình thế? Người đàn ông cười lớn. Đó là phương pháp giúp tôi xác định mình còn tỉnh táo hay không ấy mà. Người phục vụ ngạc nhiên. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao có thể như vậy. À, bên trong túi áo của tôi là một bức ảnh của vợ tôi. Khi tôi bắt đầu nhìn thấy cô ấy xinh đẹp thì đó chính là lúc tôi nên về nhà. À, anh bạn hiểu không? Hai bậm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một người thốt lên. Thôi chết. Cầu có một bây giờ thành hai rồi không ạ? Rủi mà mình bước nhầm một cái, xuống ngã sông là nghẽo luôn ấy. Có lẽ vì hồi nãy mình mới uống một chai nên nhìn một thành hai. Hay là bây giờ tôi với ông làm một chai nữa, đảm bảo một cái sẽ thành ba. Sau đó tụi mình mới đi qua, mình cứ nhắm cái giữa mà đi cho chắc ăn không ạ? Chí phải, ông nói chí phải. Một gã trông bơ phờ tạt vào một quán rượu và hỏi. Tối qua tôi ở đây phải không nhỉ? Đúng vậy thưa ông. Thế tôi tiêu hết bao nhiêu tiền? Ông tiêu hết 900.000 đồng. Ồ, ơn Chúa. Thế mà tôi lại cứ tưởng là tôi đánh rơi ở đâu mất số tiền đấy chứ này. Cảm ơn nhá. Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chồng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được mình là uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng ngồi đọc sách. Hy vọng bà vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Đọc sách chứ làm cái gì? Vợ anh ta thét lên. Đồ điên! Anh có đóng vali lại và đi ngủ cho tôi không? Một gã say, mắt dài dại, lảo đảo đến gần một người con gái và hỏi. Cô ơi! Cô làm ơn đếm đếm giùm tôi ở trên trán có mấy cái cục u. Cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta và đếm. Ba cục thưa ông. Gã say lẩm bẩm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy là tôi còn 5 cái cột điện nữa thì sẽ về đến nhà. Có hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà. Đẹp thật không ạ? Ông nhìn trăng cả. À,
Ôi, sai biết, đó là mặt trời mà. Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược chiều. Một anh say hỏi: Này anh bạn ơi, cho chúng tôi nhờ một tí, anh hãy nói xem cái vật mà đang chiếu sáng ở trên kia là mặt trời hay là mặt trăng. Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại: Xin lỗi, các anh định hỏi là cái ở bên phải hay là cái ở bên trái? Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng, đó là bò thẳng chứ không bò ngang như mọi con cua khác. Nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời ngay. Trong tiệc cưới, nàng ta hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng đầy phi thường. Sau đêm tân hôn, cua đực lại tự nhiên bò ngang như cua bình thường. Nàng cua sửng sốt hỏi: Anh ơi, từ khi yêu anh tới giờ em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay tự nhiên lại bò ngang? Đức lang quân cua đực gãi gãi yếm trả lời: Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghỉ ngơi một bữa chứ, cứ say xỉn hoài như vậy anh chịu làm sao nổi. Một sâu rượu nói chuyện với một bợm rượu: Này, bây giờ có nhiều người vô văn hóa quá không ạ? Hôm qua nhá, lúc tớ ra khỏi quán rượu, có người dẫm ngay lên tay của tớ, thế mới quá quát chứ. Sau một trận rượu ngoắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà. Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe, nhưng anh ta đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè. Hai người sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói chuyện với nhau: Tội nghiệp cái thằng cha, không còn đứng nổi nữa mày ạ. Tài xế nghe vậy nói xen vào: Nhưng mà thưa các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì anh ta đứng làm sao nổi. Có một anh bị say rượu đứng tè ở chỗ có cái biển cấm không được đái. Một anh công an đi ngang qua thấy vậy chạy lại và quát: Sao anh tè bậy ở đây? Anh say rượu trả lời: Ây da, ngô là người Trung Quốc á, ngô quen đọc từ phải qua trái nên ngô tưởng trên đo ghi đai được không cấm. Hai người phụ nữ tâm sự với nhau: Cậu biết không, chồng mình cứ hay đi làm về muộn lại say xỉn nữa, mình chán quá cậu ạ. Cô bạn nghe vậy liền khuyên: Thấy vì trạch mọc anh ấy, cậu hãy nói những lời ngọt ngào và chào đón anh ấy bằng một nụ hôn nồng thắm, có thể anh ấy sẽ thay đổi đó. Tối hôm đó, anh chồng về muộn, cô vợ vội vàng ra mở cửa, dìu anh ta vào nhà, đắp khăn lạnh rồi cởi giày cho anh chồng. Vừa xoa bóp, cô vợ vừa thì thầm vào tai chồng: Anh ơi, bây giờ muộn rồi, chúng mình lên phòng ngủ anh nhớ. Anh chồng đang trong cơn say trả lời: Thế cũng được. Đằng nào thì anh mà về nhà thì mụ vợ anh nó cũng không tha cho anh đâu. Cô vợ trách anh chồng: Anh đã hứa với em là anh sẽ trở thành con người khác cơ mà, thế mà suốt ngày vẫn rượu chè bí tỉ vậy. Anh đã thành con người khác rồi đấy chứ, nhưng mà cái thằng cha này nó cũng nát rượu giống anh. Một ông bức xúc nói với bạn: Ai dám nói tôi không phải là ông bố tốt nào nhá? Có lần nhậu xong tôi đã hát ru con tôi tới tận 3 giờ sáng đấy. Một huấn luyện viên bóng đá vừa theo dõi trận đấu vừa than thở.
Thực sự tôi không phải là người mê tín. Nhưng mà từ khi đội của tôi bị dẫn trước 13-0 thì tôi tin rằng có phép thuật cũng không thể thay đổi được gì nữa. Huấn luyện viên bóng đá trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông cho biết, đội bóng của mình luôn chơi theo kế hoạch đã vạch sẵn. Hiệp 1, tập trung chống lại các đợt tấn công của đối phương. Và hiệp 2, bắt đầu phản công. Thưa ông, thế khi nào thì các anh ghi bàn ạ? Việc đó thì để cho đối phương lo. Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với cô vợ. Em ơi, hôm nay anh ghi 2 bàn đấy. Thế kết quả trận đấu thế nào hả chồng? 1-1. Cô vợ. Trời ơi là trời, tại sao anh có thể để con khóc ngoằn ngoặt thế mà ngồi coi bóng đá tỉnh queo vậy? Anh chồng. Trời ơi, vậy mà nãy giờ anh tưởng nó đang hò reo cổ vũ giống anh chứ nhỉ? Xin lỗi nhé. Phóng viên thể thao. Anh luôn giúp đội nhà chiến thắng ạ. Cầu thủ. Hoàn toàn đúng như vậy thưa cô. Thưa anh, bí quyết của anh là gì ạ? Tôi cứ xin ra khỏi sân là đội tôi sẽ đá hay hơn hẳn. Và tất nhiên giành chiến thắng. Trận đấu sắp bắt đầu, trọng tài chính hốt hoảng nói với trợ lý trọng tài. Chết, tôi lại để quên hết cả thẻ vàng thẻ đỏ ở nhà chứ nhỉ. Trợ lý. Không sao đâu anh, nếu cần giơ thẻ vàng thì anh cứ nhe răng ra, còn cần giơ thẻ đỏ thì anh hãy lè cái lưỡi ra. Một cầu thủ khoe với vợ. Này em, nhờ anh đá hỏng đến 2 quả 11 mét trong cái trận vừa rồi, nên bây giờ ra đường ai cũng nhận ra anh hết em ạ. Một cựu cầu thủ bóng đá nói với người bạn. Ôi, chỉ vì một cái mũi bị bẻ Mà tớ phải chia tay sân cỏ đấy. Người bạn. Thế giờ mũi cậu đã khỏi chưa? Cựu cầu thủ. Không, cái mũi bị bẻ là mũi cái lão trọng tài chứ không phải mũi của tớ. Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi anh ta bị chấn thương ở vùng mặt. Mắt của anh bị thoái hóa rồi. Bác sĩ phán. Có thể phải chuyển sang cái dạng mắt lé đấy. Lạy Chúa, lé mắt ạ? Anh vận động viên thốt lên. Thế là tiêu tùng sự nghiệp bóng đá của tôi rồi phải không bác sĩ? Không, vẫn chưa anh ạ. Anh vẫn có thể làm trọng tài được. Bố vợ hỏi anh con rể. Anh yêu quả bóng hơn hay là yêu vợ của anh hơn? Anh con rể. Hai chuyện đó khác nhau nhiều lắm bố ạ. Một đằng con phải chạy theo để giành lấy, còn một đằng thì con phải bỏ chạy mà vẫn bị bám theo. Khác nhau lắm. Một bà hỏi người hàng xóm của mình. Tối qua nhà chị có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Chị với anh nhà cãi cọ nhau à? Không ạ, không có chuyện đó. Chồng tôi chỉ cãi nhau với tay trọng tài điều khiển trận đấu tường thuật trực tiếp trên TV thôi.
Thưa quý vị và các bạn, và đến đây Khánh Toàn xin khép lại chuyện cười tổng hợp phần 4 với rất nhiều những câu chuyện kết hợp cả cũ và mới, mục đích để phục vụ quý vị có nhiều thời gian nghe hơn. Cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng cho kênh, và rất mong muốn quý vị hãy like video, like chuyện nếu thấy thích thú và đăng ký cổ vũ ủng hộ cho Khánh Toàn cũng như kênh đọc truyện. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau với những tuyển tập chuyện cười tiếp theo. Chào thân ái và quyết thắng!